Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang. Thì một bác đã đặt em 30 mét dây để làm dây tín hiệu để bác làm sự kiện. Đấy, tức là dây tín hiệu từ 3.5 ra hai đầu bông sen để bác làm sự kiện. Thì bác vẫn hỏi em là dây này có tốt như quảng cáo hay không, có chất lượng hay không. Thì em khẳng định với các bác và anh em, dù là các bác và anh em dùng 30 mét đến 50 mét, dây này làm dây tín hiệu vẫn cho chất âm cực kỳ hay quá nhá. Thì cái dây này thì ngày hôm qua thì em cũng làm rất nhiều để cho các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc cái dây tín hiệu hàng bãi Nhật này. Đấy, thì một đầu của nó là một đầu 3.5 các bác nhá, và ra hai đầu bông sen để các bác và anh em lấy đường truyền tín hiệu. Đấy, một bác đã đặt em là chiều ngày hôm nay em sẽ gửi là 3 mét dây để làm sẵn là hai đầu bông sen như này và một đầu 3.5 các bác nhá. Thì đây em dùng một cuộn dây khoảng hơn 100 mét. Đây là một cuộn dây hơn 100 mét để làm dây tín hiệu các bác nhé. Thì thông thường thì các bác và anh em sẽ sử dụng những cái dây tín hiệu 3.5 ra hai đầu bông sen màu trắng như này. Đấy, thì khi mà sử dụng cái dây ngắn này thì chất âm của nó ra nó rất bình thường các bác nhé. Nhưng mà khi mà sử dụng đến 10, 15 mét thì các bác và anh em chạy sẽ bị sôi và chạy sẽ thỉnh thoảng sẽ bị mất một vế. Nên là cái dây màu trắng này nó sẽ không đạt hiệu quả cao khi mà truyền tín hiệu dài. Kể cả đường truyền tín hiệu ngắn các bác nhé. Nếu mà đường truyền tín hiệu ngắn thì dây này nó thường bị mất vế này. Thường tiền đường truyền tín hiệu nó sẽ không ổn định. Nên là khi mà các bác và anh em sử dụng những cái dây tín hiệu bên em mà làm dây từ tín hiệu đầu phát xuống những thiết bị vang hay là âm ly hay là mixer, thì các bác và anh em gọi điện cho em là không ngờ cái dây này làm tín hiệu hay quá luôn. Đấy, thì em sẽ test để các bác và em cùng cảm nhận trên cái chiếc dây trắng này các bác nhá. Xong sau đó em sẽ dùng hơn 100 mét dây. Đấy, đấu sẵn hai đầu, một đầu là 3.5 và hai đầu bông sen để các bác và em cùng cảm nhận. Đấy, đây là cái dây trắng các bác nhá. Đây là dây trắng này. Hiện tại thì em đang dùng sợi dây trắng này, thì âm lượng của đẩy đang để là 12 giờ các bác nhá. Và vang thì âm lượng music đang để là 62. Bây giờ em sẽ thay dây. Đấy, thay hơn 100 mét dây tín hiệu vào để các bác và em sẽ cùng cảm nhận là nó có thay đổi hay không. Đấy. Thì nếu mà các bác và anh em mà dùng dây tín hiệu kém mà dùng tới 150 mét như thế này để làm dây tín hiệu, nếu mà dây không đạt chuẩn thì ra âm thanh sẽ không bao giờ hay được các bác nhá. Ra âm thanh sẽ không hay được. Thì đây em sẽ dùng 150 mét dây. Đấy, 150 mét dây để làm dây tín hiệu. Đấy, hiện tại thì cái phần music thì em vẫn đang để là 62 các bác nhá, và đẩy vẫn để là 12 giờ, và bây giờ em bật đẩy. Các bác và anh em cũng để ý xem, dùng tới 150 mét dây tín hiệu với cái dây 1m2 này của cái dây hàng rẻ tiền này các bác nhá, mà
chất âm của nó hầu như là không thay đổi các bác nhé, không thay đổi. Nếu mà các bác và anh em sử dụng những cái loại dây kém chất lượng mà để làm dây tín hiệu với độ dài lên tới 150m mà dây không tốt, đường truyền không tốt thì nó sẽ không bao giờ nó đạt được âm thanh như này các bác nhé. Nên là cái video này thì em chứng minh cho bác và anh em là cái dây bãi Nhật này để làm dây tín hiệu cực kỳ tốt có nhá. Đấy, với giá tiền là 20.000 một mét. Còn nếu mà các bác và anh em yêu cầu em đấu nối rắc ca nông đực cái hay là 3.5 ra đầu bông sen thì em sẽ đấu nối cho bác và anh em. Nếu mà các bác và anh em mua lẻ dây là 20.000 một mét có nhá. Còn cái dây tín hiệu của 3.5 ra hai đầu bông sen dài 2 mét em sẽ bán cho bác em là 150.000 một mét không bao ship, 150.000 một sợi các nhá, để các bác và em làm những dây tín hiệu hay là các bác và em cần bất kỳ một cái dây tín hiệu nào để em làm cho bác và em theo yêu cầu của bác và em thì em sẽ làm cho bác và em các bác nhá. Đấy, bác nào mà quan tâm đến cái dây tín hiệu bãi Nhật thì liên hệ với số điện thoại ở trên màn hình của các bác và em đây. Rồi cảm ơn tất cả các bác và em đã theo dõi video.